đạt giải tư tiếng hát truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm 1998, Hạnh Quyền chính thức bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp từ đó. Từng thể nghiệm ở nhiều dòng nhạc dân ca, nhạc nước ngoài và nhạc trẻ, nhưng cô nhận được sự yêu mến của khán giả qua thể loại trữ tình quê hương và bolero. Hãy cùng gặp gỡ ca sĩ Hạnh Quyền trong phút bật mí kỳ này để nghe chị tiết lộ về một bí mật khá bất ngờ các bạn nha. Nguyên thì nói về cái điều mà ít ai biết nhất á, về con người của mình á, thì chắc là phải nói đến khả năng lái xe. Khi mà quý vị khán giả nhìn thấy Hạnh Quyền trên sân khấu, một tạo dài thước tha, một cách nói chuyện từ tốn. Nhưng mà nếu mà lỡ mà leo lên xe của Hạnh Quyền lái đó, thì báo trước là bạn Nguyên hay chọc đó, là lên xe chị Hạnh Quyền ngồi đó, là phải đọc chú Đại Bi. Phải gọi là Nam Mô Di Đà Phật xuống vậy đó. Tại vì rất là hồi hộp. Nhưng mà Nguyên khẳng định là Nguyên lái xe không có ẩu. Mình chạy lái xe rất là nhanh nhưng mà không có ẩu, chắc chắn luôn. Còn lái xe hơi á, thì có thể lái xe được đến vận tốc 120 km/h, cũng không có ẩu. Bởi vậy nhiều khi mình biết cái điểm đó là không có tốt, nên đôi khi á, là mình phải tự nhắc mình. Ví dụ như là lái xe thì phải cố gắng là nghĩ là nhanh tí cũng không được gì đâu, thôi mình cứ từ từ bình tĩnh mà ra. Điểm thứ hai là Nguyên có một cái tật là có thể ngồi từ sáng cho đến tối học một môn tiếng Anh hoặc là học tiếng Hoa, học ngoại ngữ, học suốt cả ngày và quên thời gian luôn. Và chơi game cũng vậy. Nhưng mà chơi game á, chơi một cái game đó rồi thì Hạnh Quyền có thể là nửa đêm đặt báo thức thức dậy vào 2-3 giờ sáng. Đó là hồi trước đây á, nghĩa là Hạnh Quyền có cái tật là mê cái gì là mê chết bỏ luôn. Thành ra sau này mình biết cái khuyết điểm đó của mình, nó cũng là ưu và cũng là khuyết, thì mình hạn chế dùng game. Trong điện thoại Nguyên là xóa hết tất cả game. Thì đó, biết mình nghiện cái gì quá, thành ra là phải luôn tự nhận thức là bây giờ nghiện game đúng không, xóa hết game không chơi nữa, bỏ hẳn luôn không chơi nữa, hoặc là chỉ lâu lâu thì nhìn nó bạn bè mình chơi tí xíu mà cũng thường là học chơi, và làm việc gì nên cũng có cái thời khóa biểu cho nó khoa học một tí. Thì khi các bạn có cái thời khóa biểu rõ ràng á, có mục tiêu rõ ràng thì mình không có bị lệch hướng, mình tập trung vô hơn cái mục tiêu của mình, đừng có bắt chước Nguyên. Đó là những gì mà ca sĩ Hạnh Quyền đã chia sẻ với Thanh Niên Online trong phút bật mí. Hãy cùng chúc cho cô sẽ luôn gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống các bạn nha. Những bí mật, một bí mật mà tôi chưa bao giờ bật mí cho bất kỳ nơi nào. Những sở thích, có một sở thích mà tôi ít chia sẻ với mọi người thì là đam mê số 1 của Hạnh Quyền, còn đam mê số 2 dấu nhiều lắm. Thật sự có một cái điều mà trước giờ phút bật mí phát định kỳ vào thứ ba hàng tuần trên video.thanhniên.giải trí và kênh YouTube iHay TV.